Rồi, xin chào tất cả các bác đang coi video nhé. Thì hôm nay em lại lên cho các bác một cái siêu phẩm, đó là bộ cán tiện T16 tam giác chuyên chít nước T16 Nhật bãi, hàng siêu đẹp cho anh em đó. Về rất là đẹp, về lô này khoảng chục ngàn con. Quý anh chị mà có nhu cầu tiện tinh thép bóng thì xin vui lòng liên hệ. Đây là cái cán vai phải, rãnh phải chạy ăn từ ngoài vào, rãnh trá ấy từ sang đây, rãnh nhọn có thể dạy dạy gen tam giác T16 được, bước lớn nhé, hoặc là móc lỗ đây. Đó, anh chị mà có nhu cầu mua cái con này về chạy tinh bóng thì rất là tuyệt vời nhé. Đây mà lấy lên chờ quý anh chị xem. Đây là cái con chip nha. Trong này là có một ba con là móc lỗ. Đó, chip móc lỗ. Rồi con chip phải thì đây, sorry các bác. Cúm hết rồi. Đây là con vai phải này. Đó. Thì chip T16 này tinh bóng NX2525 với lại Tungaloy, hàng tinh bóng của Nhật nhé. Này là rất bóng nha, anh em mua về là mua rất là hiệu quả. Thì nếu mà hàng tuyến mà lựa đẹp cho các bác thì giá là 15k một viên, còn nếu mà bốc ngang này thì số lượng 500 đến 1.000 viên thì mới được giá 10k, còn nếu mà lấy ít thì 12k với anh chị và các bạn nhé. Đó, 12k mà về xó thì nó rất là tuyệt vời. Một con này nó xó rất là ngọt nhé. Đó, chỉ sợ không có phôi cho nó xó rồi. Có cái con T16 mà hạt móng này, đấy, hạt móng hạt dày nó có hai loại nhé. Có vài viên hạt móng ở cái cán cổ điển ngày xưa thì có. Đó. Thì quý anh chị mà các bạn có nhu cầu mua thì xin vui lòng liên hệ. Nó có dòng R08 và R04 nhé. Đó. Đấy. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ giúp em. Đặt hàng tại vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai và ship code toàn quốc nhé. Cán thì bên em bán là giá 150.000 và 200.000 một cán. Ship code toàn quốc cho anh chị nhé. Nếu mà lấy ship nhiều thì giá tốt cho anh chị. Đó. Các bác có nhu cầu thì xin vui lòng liên hệ 0989 821011. Ngoài ra thì bên em còn chip này còn rất nhiều nhé. Ví dụ như chip hẳn nhẹ tinh bóng này. Đấy, thì bên em sẽ bán giá là 500.000 trên 100 chip. Mua 200 chip được tặng một cán cho quý anh chị nhé. Đó. Đó, quý anh chị mà có nhu cầu mua thì con này là R02 tinh bóng thép thì rất là tuyệt vời. Số lượng nhiều em mới bán giá này nhé. Đó. Chỉ 5.000 đồng trên một chip thôi, nên là quý anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Đấy, chip rất là nhiều bên em hiện tại còn rất là nhiều chip này. Đó, tinh bóng thép nhé, thì cứ anh chị có nhu cầu thì mua thì ủng hộ bên em qua địa chỉ vòng xoay cổng 11 Biên Hòa Đồng Nai. Mọi người chưa đăng ký kênh thì nên đăng ký kênh ủng hộ em, để có clip mới em úp lên thì quý anh chị không bỏ lỡ được cái video để có thể mua được sản phẩm bên em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Giá chỉ 5.000 trên 100 500.000 trên 100 chip với giá 5.000 đồng do 6 mè cắt trái phải nhọn, con này chạy 3-4 cán này là ok nhé. Đó, chạy gen 02 thì rất là ok đây này. Đó. Rồi, xin kết thúc video ở đây. Mọi chi tiết xin liên hệ Zalo 0989 821011 giúp em nhé. Anh em cho một like, một follow và một đăng ký và một chia sẻ để cho mọi người ở vùng sâu vùng xa có thể tiếp cận và mua thay thế những cái cán mà tiện hàn. Thấy các bác hàn mài hàn cực quá bụi rồi hít vào cái phổi nó rất ảnh hưởng sau này, chứ không phải là gì cả, nên các bác thay đổi đi, thay đổi công nghệ đi. Và người ta đã thay đổi rất là nhiều lâu lắm rồi, nhưng là anh em mà chưa tiếp cận được thì đó là lỗi của anh em nhé. Còn em lên cái clip này là muốn gửi gắm đến các bác ở vùng sâu vùng xa không có điều kiện tới trực tiếp cửa hàng mua, hoặc là đi bãi ở Sài Gòn hoặc là Hà Nội thì có thể ghé qua shop em tại kênh YouTube chuyên hàng bãi và cơ khí chuyên tool nhé,
hoặc địa chỉ Facebook trên Đức Nguyễn nhé, Zalo số 0989 821 để em phục vụ lên đơn. Rất mong quý anh chị và các bạn ủng hộ đồng hành. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.